Hello mọi người, xin chào mọi người. Chào mọi người đi các con. Và ba chị em áo vàng của nhà mình ngày hôm nay thì sẽ cùng với tất cả mọi người chúc các chị em có một buổi tối thật là tuyệt vời. Và bây giờ là cái chương trình chăm sóc da buổi tối đúng không? Nào, của chúng ta đâu nhỉ? Rồi, chăm sóc da buổi tối. Đây là một sản phẩm vô cùng vô cùng vô cùng an toàn. Con mua xịt qua đây, mua xịt qua đây. Ok. Và đặc biệt là mọi người phải hiểu rằng là đây là một sản phẩm mà mình còn có thể ăn được. Mình còn có thể ăn được, mọi người thấy không ạ? Mình có thể ăn được à? Một sản phẩm mình có thể ăn được, rất an toàn, rất hiệu quả. Và các chị em hoàn toàn có thể sử dụng được cả cho con mình gì ạ? Đó. Ăn được luôn. Đó, nè, cho con nè. Mọi người thấy không ạ? Mua được luôn. Nên là mọi người phải hiểu là đây là một sản phẩm rất là an toàn. Rất là an toàn, rất 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 là an toàn. Có thể mẹ bầu dùng được, có thể em bé dùng được, trẻ em dùng được. Và mọi người phải hiểu là nhà Vân Anh là cả đại gia đình, cả bao nhiêu thế hệ đều có thể sử dụng được em ấy. Và mọi người hãy nhớ rằng là để buổi tối mà các chị em có thể chăm sóc được da cho mình, hay là chăm sóc được cho các con của mình, hay là chúng ta có thể biết yêu thương mình hơn, hoặc chúng ta giúp đỡ những người xung quanh của chúng ta đẹp hơn, thì đừng bao giờ quên em Atanino 5 này nha mọi người. Đó, và Vân Anh sẽ xịt ra. Cách dùng thì rất là đơn giản, mình lau đều ở trên da của mình thôi ạ. Đây cho con đây, để cho mẹ này. Mình chỉ cần lau đều ở trên da của mình thôi. Này, của con này. Đó, mình lau đều ở trên da của mình. Và con hướng dẫn đi, như thế nào? Lau hai bên má với lại phần trán. Lau hai bên má và phần trán, lau nhẹ nhàng. Đó, con lau như thế nào? Hai bên trán, má và nhẹ nhàng đúng không ạ? Đó, mọi người chỉ cần lau như thế này thôi. Hãy nhớ rằng là chỉ một em ấy rất là nhỏ, rất là xinh, rất là dễ thương như thế này, nhưng mà lại vô cùng đạt hiệu quả cho mọi người nha. Tí rồi. Đó, mình lau sạch. Nếu như mà các chị em mà có đi bụi này, có đi bất cứ đâu này, hoặc là chúng ta ví dụ như là chúng ta đi nắng nhiều, thì các chị em sử dụng cái em Atanino 5 này thì các chị em hoàn toàn, một là được nuôi dưỡng da, hai là chúng ta được loại bỏ toàn bộ những cái lớp UV làm hại da của các chị em, thậm chí nó còn loại bỏ tất cả những cái lớp chì, lớp khói, lớp bụi ở trên da của mình. Và hơn nữa còn nuôi da của các chị em hàng ngày, nuôi da của các chị em hàng ngày, và đặc biệt là những da mà bị nám, bị sạm, bị tàn nhang, thậm chí là bị mụn nữa. Mọi người càng sử dụng thì mọi người sẽ càng thấy da của mọi người đẹp hơn. Các bạn nhỏ thường là khi mà đến cái độ tuổi này thì các con sẽ lên mụn, mọi người thấy không ạ? Đó, các con thường lên mụn. Đó, đó, bạn này hôm nay hết mụn rồi. Đó, thì các con thường lên mụn, nên là anh thường cho các con sử dụng. Bởi vì trong khi mà các con của mình sử dụng thì các con sẽ có một cái ý thức được làm đẹp từ bé, được chăm sóc chính bản thân mình từ bé, và hơn nữa là các con sẽ tự tin hơn, đúng không? Đúng không? Hai công chúa. Và cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người vào buổi tối ngày hôm sau. Hãy nhớ là chúng ta hãy sử dụng em Atanino 5 này buổi sáng và buổi tối để đạt hiệu quả tốt nhất đấy các chị em. Và chúc mọi người, úi dồi ôi, ở dưới còn phải cầm tay nhau này. Cầm tay nhau mà rồi bạn này. Ok, chúc cả nhà một buổi tối thật là tuyệt vời. Bye bye mọi người đi các con. Bye bye.